Anh đang câu hamster. Dính chưa? Trời, hamster bị câu ấy chứ. Hamster gì bị câu gì? Của ai và đang định cố tình câu á. Nó thích chơi trò chơi câu câu hamster lắm. Nó thích hạt câu hamster lắm. Nó thích chơi trò chơi câu hamster cố tình với người lắm. Cục tiền cho hamster ra đây, đừng ngồi người bạn nữa rồi, quay đi. Trời, kéo luôn hả? Kéo gì hả? Mạnh quá, quá mạnh. Để làm đi, làm câu gì câu đi. Thành đang chơi trò chơi câu hamster á. Vậy hả? Nó gặm không? Nó có gặm không? Nó có ăn một bánh của hamster thôi. Ba đang quay phim á. Làm đi, chơi gì làm bình thường đi. Gửi cho cậu lớn coi nha.